cần nhập tên tỉnh thì tất cả các quận huyện trong tỉnh đó sẽ hiện ra ở ô kế bên như thế này. Thậm chí tất cả các phường xã của quận huyện đó cũng có thể hiển thị để bạn chọn lựa như thế này. Còn làm như thế nào thì lại đây mình chỉ cho. Để làm được cái danh sách này thì đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho mình một danh sách các tỉnh, trong đó sẽ có các quận huyện trực thuộc tỉnh như thế này. Tiếp theo thì sẽ là một danh sách các phường xã trực thuộc quận huyện nha mọi người. Mình sẽ để link cái file download này ở phần comment cho các bạn nào mình muốn download về để mình sử dụng nhé. Tiếp theo thì mình sẽ bôi đen toàn bộ cái cột tỉnh này ha. Show data, chọn cho mình data validation ở đây. Tiếp theo trong phần allow mình sẽ chọn là list. Trong phần sort ở đây thì mình sẽ chọn là toàn bộ cái phần danh sách ở đây nha mọi người. Mình sẽ kéo xuống theo hàng ngang. Sau đó thì mình sẽ bấm enter. Tiếp tục mình vô phần euro alarm để mình tạo thông báo. Ở đây mình sẽ chọn warning là cảnh cáo nha mọi người. Sau đó title của mình sẽ là thông báo. Và nội dung của mình sẽ là dữ liệu của bạn nhập chưa đúng, vui lòng kiểm tra lại. Sau đó bấm ok. Lúc này thì mình sẽ có một danh sách nhập liệu như thế này ha. Các bạn chỉ cần chọn lựa một trong 64 tỉnh thành mà các bạn cần nhập liệu. Trong trường hợp nếu các bạn nhập không đúng tên thì nó sẽ hiện ra cái thông báo giống như hồi nãy nha mọi người. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chọn cột quận huyện ở đây để tạo một cái danh sách đổ theo từng tỉnh mà mình đã chọn ở đây nha mọi người. Sau đó mình vô data, cũng chọn data validation. Trong phần setting ở đây mình sẽ chọn là list. Tiếp tục mình sẽ xuống dưới đây và mình sẽ đánh hàm ha. Ở đây mình sẽ sử dụng hàm offset nha mọi người. Bằng offset nha mọi người. Cấu trúc của hàm offset thì đầu tiên sẽ là reference. Ở đây mình sẽ chọn cái điểm mốc để mà mình chọn giá trị đối chiếu. Ở đây mình sẽ chọn là thành phố Hà Nội nha mọi người. Rồi từ thành phố Hà Nội thì mình sẽ lấy là một dòng, là dòng của thành phố Hà Nội. Và tiếp theo là cái số cột của cái giá trị mình muốn tham chiếu thì ở đây mình sẽ sử dụng hàm mask nha. Mình sẽ lấy cái giá trị tham chiếu của mask ở đây trong cái bảng nhập dữ liệu ở đây. Mình sẽ chọn cái tỉnh mà mình vừa mới chọn ở đây. Rồi ở đây thì mình sẽ cố định cho cái cột tỉnh này, cho nên là mình sẽ xóa một cái trị tuyệt đối ngay trước cái số 3 này đi nha mọi người. Rồi tiếp theo vùng tham chiếu của mình ở đây, mình sẽ chọn toàn bộ cái tỉnh thành này, mình đếm xem là nó là cột thứ bao nhiêu trong cái dòng này. Rồi tiếp tục mình sẽ trả giá trị về 0 để trả giá trị chính xác. Đóng ngoặc lại, mình trừ đi 1 do hàm offset giá trị nhỏ nhất là 0, còn hàm mask giá trị nhỏ nhất là 1. Rồi sau khi mình tìm được cái vị trí của cái tỉnh mà chúng ta vừa mới nhập ở trong cái dòng này thì bây giờ mình sẽ đến cái độ rộng của cái vùng tham chiếu. Ở đây cái chiều dọc của mình thì mình sẽ để là 40 ô, tức là từ cái ô đó mình sẽ tham chiếu xuống giá trị của 40 ô bên dưới. Và theo chiều ngang thì mình sẽ tham chiếu giá trị trong vòng một cột thì mình sẽ để là số 1. Rồi đóng ngoặc lại và bấm enter nha mọi người. Mình sẽ vô cái phần Euro Atlas để mình làm tương tự như hồi nãy, sau đó bấm ok thì mình sẽ được một kết quả như thế này nhé. Ở mỗi dòng ở đây nó sẽ hiển thị các quận huyện trực thuộc các tỉnh mà mình đã nhập như hồi nãy. Tương tự như vậy thì mình cũng sẽ áp dụng cho xã phường với cái danh sách quận huyện đã cho sẵn ở trong vùng dữ liệu này nha. Và cuối cùng thì mình sẽ được một kết quả như thế này nhé. Ở mỗi dòng của cột xã phường ở đây nó sẽ chỉ hiển thị những cái quận huyện trực thuộc những cái quận huyện mà chúng ta đã lựa chọn ở trong cột quận huyện như thế này nhé. Sau đó trong phần chi tiết thì mình sẽ nhập liệu chi tiết vị trí nha. Ở đây mình sẽ nhập sẵn luôn cho nhanh nè. Và cuối cùng để có một cái địa chỉ hoàn chỉnh cho một cột theo như yêu cầu để chúng ta in ấn và tiết kiệm giấy thì các bạn nên sử dụng hàm concatenate để các bạn ghép cái này lại với nhau. Ở đây thì mình sẽ ghép tất cả các cột lại với nhau từ chi tiết, xã phường, quận huyện cho đến tỉnh. Và giữa các ô thì mình sẽ để dấu ngoặc kép với dấu phẩy và dấu cách để tạo khoảng cách. Khi mà các bạn kết nối dữ liệu một cách có quy củ như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tách lại nó bằng Ctrl E hoặc là Flat View nha. Hy vọng những thông tin mình chia sẻ với mọi người sẽ hữu ích. Follow kênh của mình để biết thêm nhiều mẹo hay hơn nha.